Chào cả nhà. Hôm nay lại hướng dẫn các bạn in trực tiếp. Mình đã trực tiếp kéo lụa rồi nhé. Kéo lụa và hướng dẫn áo thể thao cũng là hướng dẫn in tên và in số rất là đàng hoàng đầy đủ. Ở trong video ở phía các bạn nhảy vào kênh nhé. Ở phía dưới có một cái danh sách phát đó là hướng tổng hợp tất cả các video hướng dẫn để in đó là đầy đủ cho các bạn rồi đấy. Ở trong đó có đầy đủ rồi, không cần phải hỏi nhiều nữa. Tất cả mọi thứ về in kéo lụa hay mọi thứ được bao nhiêu đó rồi đó, ok đó. Mà giờ là hướng dẫn không thực hành mà là qua lý thuyết. Thì cơ bản là như thế này, cái áo này áo quán cà phê đúng không ạ? Áo quán cà phê, ok. Áo này thì chúng ta in bằng mực gì ạ? Ở đây mình làm mực rất là chất lượng nha, mực rất là mắc tiền và mực này chất lượng, làm là không bao giờ có chuyện bong tróc, làm là không có chuyện mà khách hàng phải phản hồi lại một bất cứ một ý kiến gì cả, và phải làm như thế, và khách hàng rất là ưa chuộng đối với loại mực này luôn á. In xong rất là nhìn rất là mướt, bóng đẹp và cảm giác như là nó kết kết dính kết nối được với nhau, rất là đẹp, cảm thấy rất là đẹp như vậy. Còn nếu đối với cái loại mực xong in nó cảm thấy xù xì hoặc là nó không được mượt, nói chung là nó cũng dễ bong tróc hơn. Đấy, rất là đẹp phải không ạ? Rất là trắng tinh, rất đẹp. Như vậy thì các bạn muốn in được những cái này á thì các bạn cái màu trắng này thì cũng bạn như in như thế thôi, in màu trắng 2 lần 3 lần thì quá đẹp luôn. Thì nếu mà vải mà mịn mà thì in một một lần đấy, tốt nhất 2 lần là ok đấy, rất là đẹp phải không ạ? Rồi đối với áo này thì cứ kéo đen rồi kéo đỏ thôi, kéo nâu thôi, đen nâu rất là đẹp. Và các bạn đã là làm người thợ in á là phải biết tư vấn cho khách hàng nha, biết tư vấn cho khách hàng, tư vấn đẹp vào đấy. Thường là chúng ta phải đi tông màu nổi trội với nhau, các bạn thấy nguyên tắc không ạ? Các bạn thấy một nguyên tắc rất là cơ bản phải không ạ? Nguyên tắc rất là cơ bản đó là màu áo màu tối thì in màu sáng, áo màu sáng thì in màu tối. Đây, áo màu tối in màu sáng, áo màu sáng thì in màu tối, ok. Chúng ta cần phải tư vấn thiết kế nó mới nổi bật được và rất là đẹp. Chứ chính vì vậy tôi nhận được rất là nhiều hàng. Tôi không có cần in ấn đâu các bạn ạ, không có cần in ấn đâu. Tôi thích bán hàng hơn, tôi thích bán hàng hơn. Một cái áo tròn như này chúng tôi nhập về giá rất là như này, rất là rẻ, rất là rẻ. Và tôi là đơn vị may sản xuất. Nhưng mà đối với cái hàng tròn mà nó ok này á, giá cả nó cũng rẻ, nó cũng rất là ok. Mình không cần thiết phải sản xuất những cái này đấy, mình không cần ôm xô những cái này, in là một buổi là đặt trưa đặt là tối lấy thôi, không cần phải may gì cho nó mệt. Với những cái này có sẵn cứ lấy ra mà in thôi đấy, rất là đẹp và bán giá thành rất là cao, lợi nhuận rất là nhiều. Và mình luôn luôn nhắc nhở các bạn là không cần phải xưởng in to đấy, xưởng in to thì đều là quá sướng rồi các bạn ạ, xưởng in to thì đúng là quá sướng rồi đấy. Nhưng mà gió to chị ạ, thuyền to thì gió lớn đấy. Xưởng in lớn thì đúng là phải phù hợp với những người có tầm vóc lớn và các bạn cũng đến một ngày nào đó các bạn sẽ mở được thôi. Nhưng các bạn đang xem video này, chúng ta nên có tư duy nó bình thường hơn thôi, không có nên ôm đồm quá nhiều là mở một xưởng in lớn như thế. Này, xưởng in lớn thì chúng ta tập trung vào việc in mà không tập trung vào việc thương mại, không không có tập trung vào cái việc quan trọng nhất của một cái vấn đề đấy. Ai là người cầm cái cán cân? Anh mở ra một cái xưởng in đúng không, anh mở ra một cái xưởng in, anh phụ thuộc vào một người khác, anh phụ thuộc vào những đối tác khác và họ ném hàng qua. Khi họ không ném hàng là mình chết đúng không ạ? Mà khi họ ném hàng thì mình làm cho chị ạ, làm cho rất là cực nhọc và rất là mệt mỏi. Nếu họ người ta ném hàng qua
Ví dụ đem qua 5.000 hàng anh phải làm trong kịp cho tôi vào ngày ngày kia rồi các kiểu đó. Rồi là gì sao? Mình phải làm ngày làm đêm, phải thuê thợ, mình phải lo lắng, mình phải đo lo đến cả nỗi đau cả dạ dày luôn, đau cả trong cái mọi mọi thứ luôn, tâm hồn và thể xác, đúng không ạ? Và chúng ta không thể nào làm được. Đấy. Nếu chúng ta nghỉ, chúng ta có thể sẵn sàng cho nghỉ, đúng không ạ? Nhân viên các bạn thuê muốn giá ok thì phải thuê đảm bảo công việc, việc làm như có. Nhưng mà đặc biệt của nhân viên là gì? Khi nhiều thì cũng không làm, mà khi ít thì cũng chơi. Đấy. Thì xưởng in cỡ mình tập trung 80% vào bán hàng. Bây giờ 80% vào bán hàng về sản xuất, tôi có hai xưởng chuyên in và may mặc và đủ thứ cắt vải các kiểu đầy đủ, không có nó riêng lẻ tất cả mọi thứ, mà cuối cùng vẫn cảm thấy mệt. Với tôi chuyển qua thương mại để mà kiếm tiền đây các bạn ạ. Đấy, các bạn có khó khăn cứ kết bạn với tôi và sau đó nó sẽ nói chuyện với tôi qua số điện thoại ở phía dưới đó, 0989539375 nữa. Rồi anh em mình sẽ trao đổi, hướng dẫn và cùng kết nối với nhau. Được thì anh em sẽ cùng hợp tác lâu dài, rồi cùng làm trong cái lĩnh vực này. Đấy. Còn sắp tới mình sẽ nhận hàng rất là nhiều và các vùng miền cũng rất là nhiều và nếu được thì các bạn sẽ làm đối tác cho bên mình luôn. Ok, các bạn dù mới hay chưa, nếu như đã được sẽ được, nếu như làm theo bên mình, được mình đào tạo thì ok. Đấy. Còn nếu như mà nếu các bạn thực sự đối tác giỏi rồi hãy liên hệ với mình sẽ cung cấp hàng ở tất cả vùng miền luôn, là không không cần nói nhiều ạ. Đấy, bất kể vùng nào cũng có thể có hàng, bởi vì là mình đi theo một chiến lược khác và mình nhân bản nó. Đấy, sản xuất chỉ là khi nào mình cháy hàng thì mình mới 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 mình phải mới lao vào mình làm, còn để anh em làm những cái việc khác. Đấy, và khi mà mọi thứ đã ok, bán hàng ok, nó tự động rồi và không phải làm việc nữa thì mình vẫn ra, mình vẫn in đấy. Đấy, mình vẫn in. Thì bây giờ ngoài ra thì mình còn muốn làm bên chương trình về Facebook, và Facebook thì bán hàng, chạy quảng cáo bán hàng Facebook và bán hàng bên mặt hàng về hàng Quảng Châu Trung Quốc ấy, thì nó rất giá cả nó rất là ok, lợi nhuận rất là cao nhé. Đấy, và ngoài ra thì mình cũng đang đang học theo học một cái khóa một khóa mới khóa học mới ở bên chỗ anh Thắng Nguyễn, và khóa học rất là giá trị rất là cao, và ông này là một người kiếm tiền rất là nhiều à. Ông có thể kiếm vài tỷ trong vài ngày à. Đấy, ông có thể huy động 20 mấy tỷ. Các bạn tìm anh Thắng Nguyễn nhé, là tìm hiểu thôi. Đấy, thì mình đang theo cái đó đó, học thêm một cái đó nữa, thì đó là giới thiệu với các bạn đấy thôi. Các bạn cứ tìm hiểu thôi. Và bây giờ chào các bạn nhé, không có gì khó khăn cả, cứ làm thôi. Đó, in nhiều lần thì nó đẹp, và in bằng mực bóng pha với bóng bóng với dẻo nhá, chứ không phải in mới mới dẻo không đâu. Rồi.